Ok, chào các bạn, mình là Hoàng Ân đây. Thì như các bạn đã biết thì trước đây mình có hướng dẫn các bạn chơi IDO trên nền tảng Avalanche. Thì hôm nay có một vài bạn mới thì hỏi mình về khi mà cách đã KYC xong thì bây giờ làm sao để biết được cái dự án IDO tiếp theo của nó và đăng ký như thế nào. Thì hôm nay với clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn. Thì có thể nói nó là phần 2. Thì cái phần 1 thì các bạn có thể coi ở trong cái danh sách phát về cách chơi IDO cho người mới. Thì đó có phần 1 nè. Thì cái con Roco thì nó đã lâu rồi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phần 2. Ok, bắt đầu nè. Đầu tiên các bạn giúp mình đăng nhập vô cái avalanche.app ha. Thì các bạn chỉ cần search Ava lên nó ra cái avalanche.app này. Rồi ok ha. Thì cái thứ hai là các bạn còn phải có cái mình thì dùng bên MetaMask và cái chain của nó là Avalanche chain của nó. Và các bạn nên đổi cái đồng APAC về đây. Tại vì cái chain này thì nó sẽ sử dụng cái phí gas, nó sẽ tính cái phí gas của bạn, nên là cái phí giao dịch của bạn bằng cái APAC. Ok ha. Rồi khi mà vô giao diện này thì nó sẽ có cái link link spot app này. Ở đây các bạn vô thì ngoài ra đây là những cái kênh tele của nó ha bạn ha. Thường là một cái IDO thì nó sẽ được thông báo trên tele, thì các bạn cứ vô tele thì nó có những cái điểm tin gì thì các bạn cứ kiểm tra trên đây mà thôi. Đó, mình là mình trong tất cả những cái link spot là trong một cái thư mục này. Ok ha. Rồi xong ha. Rồi bây giờ mình quay lại thì các bạn vô cái Avalanche này thì các bạn còn phải bấm cái chỗ này này là connect kết nối ví. Ok ha. Rồi khi mà connect xong đồng ý các thể loại với MetaMask, cái này nó đang lưu lịch sử mình luôn rồi. Thì đây là cái từng bước của KYC. Thì bạn chỉ cần làm 1 2 3 bước này thôi, và bước thứ tư bạn không cần làm ha, bước thứ tư bạn không cần làm. Rồi bây giờ thì đây là những cái dự án mà nó đã từng từng được lên ở trên cái nền tảng này đó. Thì mình đã hướng dẫn bạn từ cái con Roco tới Ovenen và cái con Rapada là con cua ha. Thì bây giờ là nó có thêm một cái dự án game mới, thì các bạn mà nhấp vô đây giúp mình. Ok, thì bây giờ nếu như các bạn chưa biết tiếng Anh thì đơn giản là mình chỉ cần chuyển qua tiếng Việt thôi. Thì ở đây nè, nó sẽ cho các bạn từng nó cũng ghi rõ các bạn từng một, là bây giờ nó sẽ bắt đầu cho các bạn đăng ký từ ngày 17 tháng 11, là thời gian hết thời gian đăng ký là ngày 21 tháng 11 ở đây ha. Thì cái việc mà các bạn khi mà các bạn đăng ký á, thì cái lượng mà mình quên mình qua đây cho bạn xem mà, thì cái lượng mà Sava các bạn lock á, thì nó khi mà bắt đầu đăng ký á, thì nó sẽ bị lock lại. Nhưng mà khi mà tới ngày mà 21 tháng 11 thì nó mới chính thức là kết thúc cái việc đăng ký này, và cái server bạn gọi chính thức là lock. Nhưng mà từ ngày 11, 17 cho đến ngày 21 này nè, bạn muốn thêm server vô thì vẫn được nha. Bạn muốn thêm server vô thì vẫn được, không sao, không ảnh hưởng gì hết nha. Thì khi mà sau ngày 21 tháng 11 thì việc mà bạn thêm server vô thì nó sẽ không được tính ở trong cái suất của thằng Avalanche này, không không được tính suất ở trong cái tham gia IDO này ha. Ok, rồi cứ bật qua tiếng Việt các bạn sẽ hình dung rõ hơn. Rồi còn nói gì chúng ta qua cái việc mà thống kê trên đây này thì các bạn sẽ thấy được tỷ lệ ROI của nó cực cực kỳ tốt ha, khá là tốt ha, vẫn giữ vững phong độ rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình về lại cách đăng ký như thế nào. Đơn giản là bạn bấm cái mình đăng ký, ngoài ra đây là những cái thông tin kênh của dự án ha, bạn dừng bấm thôi thì nó về cái dự án đó. Đó, ok ha. Rồi bấm đăng ký như vậy. Nè, thời gian còn lại là ngày 21 nè, từng bước nó đều đếm ngược thời gian như vậy nha. Rồi bạn mới giúp mình là đồng ý. Rồi, nó yêu cầu các bạn này, bạn đọc ra nè, thì bạn sẽ bị cộng một phí là một avac. Ok, cái bước này thì nó sẽ nói rõ. Bước này thì nó sẽ nói rõ cho các bạn là sao. Cái phí đăng ký thì một khoản phí là một avac để yêu cầu phân bổ được đảm bảo cho bạn. Phí này sẽ được hoàn trả bạn ngay sau khi bạn mua cái phân bổ này của mình trong thời đợt bán hàng.
nếu bạn không mua phân bổ bán hàng kéo dài 12 giờ thì khoản phí này sẽ bị mất. Đó thì các bạn hình dung này, đọc hết này thôi. Đối với cái vòng đặt cược, chúng ta sẽ giới thiệu khoảng thời gian, một khoản phí server sẽ được tính ha, phân bổ trong thời gian dựa trên điểm bạn phí tham gia, phí bắt đầu từ ngày ở mức 10% sau IDO. Đó thì các bạn có không hiểu gì thì các bạn cứ đọc này giúp mình ha. Thì tới khi cái vòng xác thực rồi xong rồi cái vòng thi đấu này này thì bắt đầu là các bạn sẽ cần phải dùng AVAX bên ngoài, nghĩa là dùng AVAX ở ngoài ví này nè để bạn mua. Khi đó khi bạn mua xong thì một cái AVAX bạn cọc ở đây nè, nó sẽ được hoàn trả lại cho bạn ha. Nó sẽ được hoàn trả lại cho bạn. Và cái server nãy mình nói bạn bị lock á thì nó sẽ mở ra. Ok không? Thì bây giờ các bước đăng ký như nào bạn bấm giúp mình là đồng ý thôi, ta hiểu. Rồi tiến hành đăng ký thôi. Ví này đặt cọc. Ok, mình đồng ý về việc đặt cọc. Thì mình sẽ là ha, mình tốn một AVAX và đây là cái khoản phí gas của mình. Đó, thì mình confirm thôi. Thì các bạn lưu ý giúp mình là cứ bật tiếng Việt lên và follow từng cái bước này của nó ha. Nó có những cái thời gian đếm ngược thì các bạn có thể là bật đặt một cái báo thức để các bạn đếm ngược cái việc này. Rồi để tránh cái việc mà như nãy bạn nói á, như nãy mình nói á, là nếu như mà các bạn đã đặt cọc một AVAX rồi mà kéo dài trong vòng cái thời gian mà nó có phân bổ bán á mà bạn không có vô mua thì bạn sẽ bị mất một cái AVAX. Thì bây giờ cái giá AVAX nó hiện giờ đang khá là cao nha. Nó vừa vượt cái ATH rồi. Đây, mình qua cái AVAX cho bạn coi ha. Nên là các bạn lưu ý giúp mình việc đó nha. Đặt báo thức các bạn nha. Nó cho các bạn thời gian mà. Bây giờ là 104 đô một AVAX rồi, nên là khá là cao nếu như các bạn mà không đặt báo thức và không lưu ý cho những cái đoạn đó là các bạn bị mất tiền. Ok không? Thì nó cho khoảng thời gian cũng khá là dài để các bạn đăng ký. Vừa rồi các bạn chơi Roco là các bạn đã từ khoảng 7 mấy, 8 mấy lên đây là coi như các bạn đã lãi một khúc rồi, được gần 50% rồi, đúng không? Rồi còn Sava nữa, Sava tăng giá rất là kinh ha. Đợt đó là mình nói với anh em thì Sava nó còn tầm 2.7 đô, 3 đô Sava cái đồng mà các bạn phải step vô á của Avalon nè, thì bây giờ nó là 9 đô mấy rồi, thì gần cái X3 rồi ha, khá là kinh ha. Đó, nhìn quay lại thì nó đã thông báo cho mình là đăng ký hoàn tất, rồi xin chúc mừng bạn đăng ký thành công, kiểm tra phân bổ của bạn. Ok không? Rồi dưới đây nè, nó sẽ có những cái thông tin của các bạn nè. Vesting 35% TKE và 5% hàng tuần. Đó. Đó. Hả? Tóm tắt token Nubit nữa bạn qua. Rồi phân bổ của mình thì về sau nó sẽ cho mình biết ngay ở những cái vòng này nè. Đó. Ở những cái vòng này nó sẽ cho mình biết là mình được phân bổ bao nhiêu. Đó, các bạn không các bạn khi mà bạn nhìn này xong, bạn nhân với cái giá ở đây thì để bạn chuẩn bị ra bắt. Chuẩn bị ra bắt để bạn mua. Đó. Ok, đó là sơ lược những cái bước mà các bạn tham gia cái nền tảng Avalon này. Một nền tảng gọi là kèo báo trúng của mình. Thì hy vọng là cái clip này sẽ giúp ích cho các bạn là người mới. Thì trước khi xem clip này thì bạn xem giúp mình cái clip về cái con Roco này. Thì mình có hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký đồ KYC rất là đơn giản nha. Rồi, ok, hẹn gặp các bạn trong một clip tiếp theo. Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì mình xin các bạn một lượt đăng ký để kênh được phát triển hơn. Nếu clip này hữu ích cho bạn thì cũng đừng quên cho mình một chút like ha. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.